Tại sao có petrodollar? Đối với những ai chưa được nghe về cụm từ này và biết về khái niệm của nó, thì thoạt đầu có thể hiểu đơn giản theo cách tách ra thành hai từ riêng biệt. Trong đó, petro có nghĩa là dầu mỏ, còn dollar là loại tiền tệ đã quá phổ biến trên thế giới. Nhưng ở đây sẽ là đô la Mỹ, chứ không phải là loại đô la nào khác. Vậy nên petrodollar sẽ liên quan đến dầu mỏ và đồng đô la Mỹ. Còn theo định nghĩa thì petrodollar là một thuật ngữ kinh tế. Theo nghĩa rộng là số tiền đô la Mỹ mà các nước xuất khẩu dầu thu được từ việc xuất khẩu dầu. Còn theo nghĩa hẹp là số đô la Mỹ mà các nước OPEC kiếm được từ việc xuất khẩu dầu. OPEC là tổ chức của các nước xuất khẩu dầu, khai thác vào khoảng 40% tổng sản lượng dầu và nắm giữ khoảng 75% trữ lượng dầu của thế giới. Petrodollar còn được gọi là bảng vị dầu mỏ, tương tự như thuật ngữ bảng vị vàng, nghĩa là lượng tiền in ra của một nước và được căn cứ theo lượng vàng dự trữ mà nước đó có. Mỹ cũng đã có thời gian áp dụng chế độ bảng vị vàng để in đồng đô la Mỹ. Nhưng bảng vị dầu mỏ có sự khác biệt rất lớn so với bảng vị vàng, đó là nước Mỹ không có lượng dầu mỏ dự trữ nhiều đến thế để có thể in số lượng lớn đồng đô la chi phối nền kinh tế thế giới như hiện nay. Vậy Mỹ đã làm những gì? Trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới, hầu hết các nước tham chiến và cả đồng minh đều rơi vào tình cảnh hoang tàn đổ nát, dù là phe thắng trận hay bại trận. Riêng Mỹ là nước không những ít bị tàn phá mà còn giàu lên từ những bản hợp đồng vũ khí và hàng hóa phục vụ các cuộc chiến. Không những thế, Hoa Kỳ còn chiếm hơn một nửa tiềm năng sản xuất của thế giới và nắm giữ 3/4 trữ lượng vàng thế giới. Năm 1944, để xây dựng lại hệ thống tài chính quốc tế sau chiến tranh, tránh nguy cơ khủng hoảng kinh tế, hàng chục quốc gia đã tụ họp tại Bretton Woods, Hoa Kỳ để thành lập hệ thống tài chính gọi là Bretton Woods. Theo đó, các nhà lãnh đạo sẽ gắn đồng tiền nước họ với đồng đô la Mỹ, nghĩa là tỷ giá hối đoái sẽ được xây dựng quanh đồng đô la Mỹ. Bởi vì đồng đô la Mỹ được bảo chứng bằng trữ lượng vàng khổng lồ họ có theo chế độ bảng vị vàng, nên khi gắn đồng tiền một nước với đồng đô la Mỹ cũng như gắn với sự bảo chứng của vàng. Hệ thống Bretton Woods làm cho đồng đô la Mỹ trở thành đồng tiền quyền lực nhất thế giới. Cho đến năm 1971, Hoa Kỳ đối mặt với tình trạng lạm phát và thâm hụt thương mại gia tăng, làm cho giá trị đồng tiền giảm sút. Với mục tiêu phát triển kinh tế hùng cường và gia tăng vị thế trên trường quốc tế về nhiều mặt, đặc biệt để phục vụ các cuộc chiến tranh ủy nhiệm trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nước Mỹ cần in một lượng tiền lớn hơn rất nhiều. Trong khi lượng vàng sở hữu là có hạn, nên vào năm 1971, Hoa Kỳ quyết định rút khỏi hệ thống Bretton Woods, từ bỏ chế độ bảng vị vàng. Việc in tiền sẽ không cần phải dựa vào lượng vàng dự trữ nữa. Ở thời điểm này, Hoa Kỳ đang đối mặt với những vấn đề nội tại không mấy tích cực khi chi tiêu quá mức, nợ quốc gia tăng cao, lạm phát ở mức báo động. Trong bối cảnh đó, nước Mỹ có thể có nguy cơ đánh mất vị thế số 1 trên trường quốc tế. Đúc rút lại thì vị thế của Mỹ khi ấy đến từ việc trỗi dậy sau hai cuộc thế chiến, nên đồng đô la Mỹ cũng theo đó mà trở thành đồng tiền quyền lực nhất. Ở chiều ngược lại thì khi đồng đô la Mỹ trở thành loại tiền tệ chi phối đồng tiền của các quốc gia khác, cũng phản chiếu cho vị thế siêu cường của Mỹ. Thế nên bằng mọi giá, Mỹ phải lấy lại giá trị của đồng đô la Mỹ, không những thế còn đưa lên một tầm cao mới. Mỹ đã nghĩ ra một chiêu bài hết sức cao tay, đó là các nước có thể không cần phải phụ thuộc vào đồng đô la, nhưng không nước nào có thể vận hành các guồng máy hoạt động của quốc gia mà không cần dầu mỏ, thứ năng lượng được ví như vàng đen. Nhưng Mỹ thì không có nhiều mỏ dầu đến thế, nên vào năm 1972, chính phủ Hoa Kỳ đã tìm đến OPEC, hay tổ chức các nước xuất khẩu dầu, cụ thể là gặp người anh cả OPEC, Ả Rập Xê Út, để bàn về mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Trong bối cảnh Ả Rập Xê Út cần những nguồn viện trợ về các kỹ thuật và quân sự, thì Mỹ đồng ý thỏa thuận sẽ cung cấp tất cả những yêu cầu đó. Đổi lại, Ả Rập Xê Út và sau đó là các nước trong OPEC chỉ chấp nhận thanh toán trong việc mua bán dầu mỏ cho các nước khác bằng đồng đô la Mỹ, hay còn gọi là petrodollar. Việc thanh toán bằng bất kỳ đồng ngoại tệ nào khác sẽ vi phạm thỏa thuận giữa đôi bên. Lượng khai thác của OPEC vào khoảng 40% tổng sản lượng dầu và nắm giữ khoảng 75 trữ lượng dầu thế giới. Trong thực tế, OPEC là một trong những tổ chức có quyền lực nhất trên trường quốc tế trong nguồn cung ứng dầu. Các nước khác có thể không cần đô la, nhưng để mua được dầu cần phải có đô la Mỹ. Vì thế, nhu cầu về đồng đô la Mỹ cũng cao như nhu cầu của dầu. Và một lần nữa, giá trị của đồng đô la Mỹ được nâng lên và khẳng định vị thế quyền lực so với những đồng tiền khác. Từ đó trở thành đồng tiền phổ biến nhất trong các giao dịch quốc tế và lượng ngoại tệ dự trữ của các quốc gia khác duy trì trong suốt nhiều thập kỷ qua. Có thể nói, petrodollar là một nước đi cao tay trong các chiêu bài gia tăng sức ảnh hưởng và củng cố vị thế trên trường quốc tế. Vì sao tất cả, đối với Mỹ thì Mỹ phải là nước được lợi nhiều nhất.